iPad nhà em đã về. iPad thì sẽ có iPad mini, mini 2, mini. iPad 3. iPad 4. iPad 4 này. Hàng rất là mượt nhé. Máy nguyên zin nguyên bản 100%. iPad Air. iPad nhà em được về kho nha. Hàng nguyên zin nguyên bản. Hàng tuyển chọn. Trên 98%, pin trên 90%, zin 100%. Em bảo anh em thợ kiểm tra. iPad mini này. Tất cả máy đã được kiểm tra, bao test, mượt, kết nối ok. Hoạt động ổn định. Máy thì sẽ có tùy cấu hình, tùy đời. Ví dụ như dòng mini, mini 1, 2, 3, 4. iPad thì có iPad 2, iPad 3 và iPad 4. Cấu hình thì sẽ có bản 16, 32, 86. Và sẽ có bản có SIM và bản Wi-Fi. iPad 4 này. iPad 4 và iPad 3 này có màn hình DisplayLCD. iPad Air. Giá dao động từ 1 triệu cho đến 4 triệu đồng. Bảo hành 6 tháng. Sử dụng mà bao test trong vòng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày mà có lỗi hoặc là không ưng ý thì có thể đổi trả. Anh em nào lấy số lượng thì gọi điện trực tiếp cho em. iPad mùa dịch giá vô cùng rẻ, hàng chất lượng đã được tuyển chọn kiểm định. Chơi game, nghe nhạc, xem phim, lướt web và rất nhà các cháu học sinh, các cháu nhỏ học hành online, học bằng máy tính bảng này thì rất là tiện lợi. Màn hình to, pin trâu, pin rất khỏe. Không bị đau mắt, không hại mắt như dùng điện thoại. Mọi chi tiết xin liên hệ hàng nội địa Nhật Thành được 094 987 3111. Các bản iPad này đa phần là bản của Nhật, của Hàn và của Mỹ. Có đến chất lượng mọi người có thể yên tâm tuyệt đối. Hàng nhà em bao zin 100%, pin còn trên 80%. Như con này 32 GB pin kém nhất là 84. Còn đâu đều tuyển tuyển chọn trên 90%. Pin con kém nhất cũng đã 84% rồi. Nên các bạn yên tâm pin cực kỳ tốt. Không dùng các loại các dòng máy pin kém hoặc là đã chất lượng kém. Tất cả máy em bán ra sẽ tặng kèm một bao da. Máy nào cũng vậy. Tặng kèm một bao da. Một bao da để bảo vệ máy và một đầu sạc. Một đầu sạc đi theo máy. Bác về chỉ được dùng bảo hành 6 tháng. Bao sử dụng trong vòng 10 ngày, trong vòng 10 ngày là một lỗi thì đổi trả một đổi một hoặc là hoàn lại tiền cho các bác. Mua về cho con nhỏ học bài online, xem phim, lướt web mùa dịch,
giá rẻ hàng chất lượng uy tín.